Xin chào quý hàng đến với kênh nhà đất huyhùng.com. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố nằm ngay trục đường Nguyễn Oanh, ngay góc ngã tư Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này nằm trong khu nhà lầu đồng bộ gồm có 5 căn thì đã bán hết rồi, chỉ còn một căn này là căn duy nhất thôi, một căn chính chủ xây ở nhà quý hàng. Căn nhà thiết kế khác biệt với tất cả các căn còn lại ở khu này, một căn nhà thiết kế theo cách biệt thự phố năm 2017. Ở đây là con hẻm trước nhà, con hẻm trước nhà là một con hẻm 4m, xe hơi có thể vào tới nhà. Rất là thuận tiện cho gia đình mình luôn nha. Căn nhà này nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Oanh và đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhà đất Huy Hùng sẽ giới thiệu quý hàng căn nhà này. Thì căn nhà này có diện tích ngang 4m, dài 16m, đun gỗ trệt 3 lầu, sân thượng trước sau. Ở phía trước thì mình sẽ có một lớp cửa sắt này, bên trong mình có khoảng sân này khoảng 2m mình có thể đậu xe gắn máy ở đây. Và phía trong thì mình sẽ có một lớp cửa gỗ được làm một chất liệu gỗ căm xe, màu sắc rất đẹp và rất bền luôn. Rồi mình tiến vào khu vực phòng khách căn nhà này. Khu vực phòng khách căn nhà này thì do là một căn nhà chính chủ nên là nội thất rất là cao cấp luôn. Ở đây có những cái tủ kệ này, hệ thống trần thạch cao. Bên phía bên này thì có một bức tranh và ở đây có một bộ salon, một bộ bàn ghế gỗ được làm chất liệu gỗ căm xe, màu sắc rất là đẹp. Chúng ta để ý khu vực phòng khách này. Khu vực phòng khách này thì có những cái bức tranh và hai bên đã được ốp gỗ rồi. Một căn nhà được đầu tư rất là nhiều gỗ quý nhà quý hàng. Căn nhà thiết kế và bố trí rất đẹp luôn. Ngang 4m, dài 16m, đúng gỗ trệt 3 lầu, sân thượng trước sau. Nhà có hai phòng, có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng của nó là hướng Bắc, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Và mình sẽ di chuyển vào phía bên trong này. Ở đây có một số đồ dùng của gia đình người ta đang để lại ở đây nha. Như là tủ kệ tivi, đồ loa và âm ly rất đẹp. Căn nhà đầu tư rất là nhiều gỗ luôn. Chúng ta để ý khu vực cầu thang này. Khu vực cầu thang, một căn nhà thiết kế rất là nổi bật. Khu vực cầu thang mặt được ốp bằng loại gỗ căm xe, tay vịn cũng được làm chất liệu căm xe và thiết kế bố trí rất là đẹp. Một căn nhà giá đang rất là mềm, giá giảm tới 500 triệu so với giá thực tế của thị trường. Đó là giá thực tế đang rao ở thị trường bất động sản quận Gò Vấp nha. Mời mình xin bật mí giá bán căn nhà này luôn. Giá bán căn nhà này chỉ có 3 tỷ 950 triệu đồng thôi. Cho một căn nhà ngang 4m, dài 16m, nhà có 4 phòng ngủ, rất là phù hợp gia đình mình. Ở khu vực phòng bếp thì phía sau này chúng ta có khu vực giếng trời này. Ở đây có đắp một bức tranh được làm rất đẹp. Và ở đây thì chúng ta cũng có phòng vệ sinh nằm ngay khu vực dưới tầng trệt để sử dụng chung gia đình mình luôn. Chúng ta để ý này, khu vực phòng bếp gồm có tủ kệ bếp được làm chất liệu gom xe, hai bên đã được ốp gỗ lên cao khoảng chừng mét tạo điểm nhấn cho căn nhà của mình. Một căn nhà thiết kế và bố trí phải nói là đầu tư nội thất rất là công phu luôn, rất đẹp nha quý khách hàng. Và vị trí của nó cực hot luôn, nằm ngay trục đường chính Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng, di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Vừa với những người đang muốn sở hữu một căn nhà nằm ngay trục đường Nguyễn Oanh thì nên chọn lựa căn nhà này. Một căn nhà thiết kế và bố trí phải nói là quá đẳng cấp luôn và giá rất là mềm. Mềm hơn so với thị trường là tới 500 triệu đồng nha quý hàng. Do chủ nhà kẹt tiền và không có nhu cầu ở nữa nên người ta cần bán gấp với một cái giá rất mềm. Thì quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên mình theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới màn hình, hoặc là truy cập trực tiếp vào website của bên mình để xem thêm những mẫu mã hoặc là những căn nhà mới đang được giao bán trên thị trường bất động sản Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình. Ở đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ số 1 ở đây thì sàn của nó là sàn gỗ, phía trước chúng ta có hai cửa sổ thông ra ban công và một cửa chính nằm ở giữa. Một căn nhà đầu tư và thiết kế nội thất phải nói là quá cao cấp đi. Giá bán thì giá bán là rất bình dân thôi, chỉ có 3 tỷ 950 triệu đồng thôi. Quý hàng sở hữu ngay một căn nhà ngang 4m, dài 16m, có 4 phòng ngủ và 5 vệ sinh, phù hợp cho gia đình mình đang muốn sở hữu một căn nhà đẹp, giá mềm thì nên chọn lựa căn nhà này. Một căn nhà chính chủ và người ta đang rất là cần tiền nên là cần bán với một giá rất là mềm mại thôi. Quý khách hàng nào có nhà ý, nhu cầu quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên mình, bên nhà đất Huy Hùng nha. Theo số điện thoại là 0918 178 647 và giá bán của nó là 3 tỷ 950 triệu đồng. Ở đây chúng ta có phòng ngủ số 2 và có vệ sinh trong phòng luôn nha quý khách hàng. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu 2 để xem phòng ngủ số 3, phòng ngủ số 4 của căn nhà này. Mình xin cập nhật lại vị trí và diện tích căn nhà này là nằm ngay trục đường Nguyễn Oanh, ngay ngã tư Nguyễn Oanh và Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là chợ An Nhơn.
Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 15 phút thôi và đi ra sân bay thì khoảng chừng 5-7 phút nha quý hàng. Ở đây chúng ta có phòng ngủ số 3 này. Tất cả các phòng ngủ đã được gắn ống máy lạnh sẵn cho gia đình mình rồi. Một căn nhà thiết kế và bố trí phải nói là quá đẹp đi. Và giá đang rất là mềm. Chỉ có 3 tỷ 950 triệu đồng thôi nha quý khách hàng. Nhà cách mặt tiền đường chính khoảng chừng 50 mét thôi. Cách ngã tư Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ khoảng chừng 200 mét. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Sát bên là chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ở đây chúng ta có phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ số 4 thì sàn vẫn là sàn gỗ. Hệ thống trần thạch cao với những cái đèn chiếu sáng rất là phù hợp gia đình mình. Quý khách hàng xem video bên kênh Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, quý khách hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được theo dõi những video mới nhất về những căn nhà đang rao bán với giá rất là mềm mại, rất là rẻ so với những kênh bán nhà khác khu vực Gò Vấp và khu vực phường 15 quận Tân Bình. Thì khi quý khách hàng đăng ký kênh thì sẽ luôn luôn được theo dõi những video mới nhất về những căn nhà đang rao bán nha quý khách hàng. Rồi mình di chuyển lên khu vực sân thượng. Ở trên khu vực sân thượng này chúng ta có khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở phía sau này chúng ta sẽ có khu vực phòng giặt và sân thượng phía sau nha quý hàng. Ở đây đã được che chắn rất kỹ rồi, có cầu thang leo lên phía trên luôn. Và phía trước này chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ này. Khu vực phòng thờ nằm ở phía trước luôn. Và mình sẽ mở cửa bước ra khu vực sân thượng phía trước. Rồi mình xin nhắc lại diện tích căn nhà này là ngang 4m, dài 16m, luôn cấu trệt 3 lầu, nhà có 4 phòng ngủ và 5 vệ sinh. Hướng của nó là hướng chính bắc, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Và nhà này cách mặt tiền đường khoảng chừng 50m thôi. Cách ngã tư Nguyễn Oanh, Lê Thọ khoảng chừng 200m.